Thưa quý vị, mới đây ngày 16 tháng 7 thì một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại Quảng Ninh. Người đứng ra giúp đỡ đưa nạn nhân vào viện cấp cứu đã bị người nhà nạn nhân kiện và gây xôn xao dư luận. Câu chuyện ngay sau đó đã được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, với tinh thần của người vừa đi cứu giúp người khác nhưng lại bị người nhà của họ kiện lại thì có lẽ là sẽ không thoải mái một chút nào cả. Và có rất nhiều trường hợp khác đã gặp không ít rắc rối theo kiểu là làm ơn mắc oán như vậy. Và để chia sẻ ở góc độ pháp lý khi mà chúng ta gặp những trường hợp tương tự để vừa có thể cứu giúp được nạn nhân và vừa tránh được những vấn đề rủi ro về mặt pháp lý thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay luật sư Phan Kế Hiền để có thể chia sẻ về nội dung này. Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa anh, nói về luật thì chúng tôi được biết rằng là hành vi thấy người bị tai nạn giao thông mà chúng ta không thực hiện cứu giúp khi chúng ta có điều kiện thì được coi là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Tuy nhiên trên thực tế thì bản thân anh đã bao giờ mà gặp trường hợp nào một người gặp tai nạn giao thông không cứu giúp mà bị xử lý theo pháp luật hay chưa ạ? Như MC vừa dẫn chương trình thì đúng là có quy định của luật pháp là quy định cụ thể tại khoản 18 điều 8 của luật giao thông đường bộ năm 2008 có quy định vấn đề là không cố tình không cứu giúp đối với người tai nạn giao thông. Ngoài ra thì có quy định xử phạt hành chính tại nghị định số 100 năm 2019 của chính phủ là phạt tiền từ 500 đến 1 triệu đồng đối với cá nhân và từ 1 triệu đến 2 triệu đối với tổ chức trong trường hợp mà cố tình hoặc là không cố tình cứu giúp người gặp tai nạn giao thông. Tuy nhiên trên thực tế với hành nghề của tôi và thực tế thì tôi thấy rằng là gần như là tôi chưa thấy rằng có một vụ nào bị xử phạt về pháp luật đối với trường hợp tương tự. Bởi vì theo quy định của luật pháp ấy, cũng như kinh nghiệm hành nghề của tôi ấy, thì để đảm bảo xem xét trường hợp này thì cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan điều tra phải vào cuộc, phải điều tra làm rõ nguyên nhân, khách quan, hậu quả của hành vi và các lý do khác để xem xét. Và ngoài ra thì trong trường hợp này thì có thể khi mà xảy ra một vụ án tai nạn giao thông ấy, thì có rất nhiều người làm chứng, rất nhiều người khách quan liên quan, có thể không người này cứu người kêu cứu. Do đó thì trên thực tế tôi thấy rằng là chưa có vụ án nào mà phải đưa ra xử lý về luật pháp đối với trường hợp tương tự. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ chứng kiến và cũng chưa bao giờ nghe tới một câu chuyện nào, một cái case nào liên quan tới việc là không giúp đỡ những người bị tai nạn giao thông mà bị xử lý theo pháp luật cả. Vậy thì trong trường hợp mà có điều kiện cứu giúp nạn nhân nhưng chúng ta không thực hiện hành vi cứu giúp đó và khiến cho nạn nhân sau đó dẫn tới tử vong thì liệu rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái mức phạt như thế nào thưa anh? Hiện nay thì ở luật pháp Việt Nam nó có các chế tài, cụ thể là Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể là tại điều 132, trong trường hợp là cố tình không cứu giúp người nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng thì có thể bị xử phạt là cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 1 cho đến 5 năm tù, thậm chí là có thể bị cấm đảm nhiệm chức nhiệm hành nghề trong thời hạn từ 1 đến 5 năm. Rõ ràng là luật pháp có quy định rất rõ đối với trường hợp là với những người mà có điều kiện, có đủ điều kiện hoàn cảnh mà để có thể cứu giúp người có thể ảnh hưởng đến tính mạng mà cố tình không cứu giúp thì đã có chế tài xử phạt rất rõ ràng. Tức là chúng ta không chỉ bị phạt về mặt hành chính mà còn có thể bị phạt liên quan tới hình sự đúng không ạ? Bị vào tù nữa. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là việc cứu người khi mà chúng ta gặp một người bị nạn trên đường thì đó không chỉ là một cái điều được quy định trong luật pháp mà đó cũng là một cái sự tình nghĩa giữa người với nhau. Tuy nhiên theo anh thì vì sao có rất nhiều trường hợp trên đường khi mà chúng ta có rất nhiều người gặp những người tai nạn như vậy họ cũng không sẵn sàng cứu giúp hoặc là họ có thể đứng xem hoặc gọi người khác nhưng bản thân mình thì không thể nào trực tiếp làm việc đó? Bản chất của văn hóa truyền thống của chúng ta là tương thân tương ái, hỗ trợ nhau. Đây cũng trường hợp hy hữu thôi. Theo quan điểm của tôi thì trên thực tế có rất nhiều những người khác cũng sẵn sàng hỗ trợ cứu giúp. Chẳng may mà khi người ta thấy những người bị gặp tai nạn giao thông. Tuy nhiên trên thực tế thì lại khác. Thì có rất nhiều các vụ việc liên quan. Tôi lấy đơn vụ điển hình là vụ ở dưới Quảng Ninh vừa rồi. Đấy, đôi khi làm ơn mắc oán, người giúp trở thành lại liên quan đến bị, thậm chí người nhà nạn nhân, người nhà bị hại còn khiếu kiện khởi kiện ra cơ quan luật pháp. Tôi lấy một ví dụ rất điển hình, ví dụ như là chúng ta đang đi trên một con đường vắng ở một khúc cua, gần như là không có ai làm chứng, đang nửa đêm chẳng hạn mà không có cam, không có bất kỳ một người nào đi qua mà chúng ta thấy một người đang nằm giữa đường bị tai nạn giao thông thì đôi khi rất nhiều người không dám đến để xem xét, thậm chí là để cứu, thậm chí là người ta nghĩ rằng mình có thể bị ảnh hưởng đến luật pháp. Và khi mà đưa đến bệnh viện ấy thì rất nhiều khi mà người nhà chúng ta cũng thế thôi, khi mà thấy người nhà mình bị tai nạn giao thông chảy máu chảy nước ra thì khi bản chất của con người về tâm lý nói chung khi thấy người nhà mình bị như vậy, đâm ra người ta không kiềm chế được bản thân của mình mà xảy ra trường hợp rất là đau lòng, mà chính cái người đang cứu giúp đã bị chính người nhà lôi ra đánh đập, thậm chí là đưa ra công an để xử lý, mà để giải thích việc trường hợp mình tình ngay lý ra để giải thích rằng mình không có tội phạm ở đây, không có phạm tội ở đây, mình chỉ là người làm chứng, là người giúp thôi, để minh oan mình trước luật pháp thì cả một câu chuyện rất dài dòng. Do đó về tâm lý chung con người rất nhiều người cũng đã vì cái việc đó mà cố tình mà thậm chí là sẵn sàng bỏ qua, không dám động chạm và không dám cứu người trong trường hợp này. Tuy nhiên cũng một vấn đề nữa là đối với lại gia đình người bị hại, như gia đình người bị tai nạn ấy, họ cũng mất đi sự làm chủ của mình. Và do đó thì trong trường hợp này thì cần phải có sự bình tĩnh hơn đối với gia đình của người chẳng may bị tai nạn giao thông. Dạ vâng, chúng ta thấy rằng là có những cái vụ việc thì chúng ta sẽ có những cái bằng chứng có thể tìm thấy sau đó, ví dụ như là camera của những cam hành trình của những cái xe khác chẳng hạn, hay là có những người xung quanh làm chứng, họ có thể quay chụp lại vụ việc và đứng ra để làm chứng cho chúng ta. Tuy nhiên thì cũng có những cái trường hợp mà quả thực là có thể người bị tai nạn giao thông họ ở một cái khúc đường nó quá là vắng vẻ, không có những cái camera của những nhà dân xung quanh, và cũng không có cam hành trình đi qua đó, và bản thân lúc đó thì mình cũng không đủ bình tĩnh để mình bỏ điện thoại hay là thiết bị cá nhân ra để mình quay lại cái cảnh lúc đó, thì rõ ràng là cái người mà đứng ra cứu giúp họ sẽ phải có cái nguy cơ đối mặt với những cái sự chịu oan ức, đúng không ạ? Cũng như là đối mặt với những cái rủi ro về mặt pháp lý. Vậy thì theo anh, đây có phải là lý do chính khiến cho nhiều người họ cảm thấy nhụt chí khi mà đứng trước những cái vụ tai nạn đấy hay không ạ? Như tôi vừa đã phân tích ở phần trên ấy, thì đôi khi là tỉnh ngay lý gian, mình là người làm phúc phải tội. Cũng một phần nữa là do cái ý thức và do hiểu biết của một số gia đình, của rất nhiều người, cá nhân, mình có thể bị chính cái người nhà của người bị tai nạn giao thông đó tạo áp lực cho mình, thậm chí còn bị đánh cơ, thậm chí còn bị đưa ra luật pháp, bởi vì lúc này mình giải thích rằng tôi không phạm tội, tôi là người vô tình đi qua mà muốn cứu giúp, nhưng để người ta hiểu được thì cả một vấn đề. Do đó thì đây cũng là một lý do chính mà khiến cho cái tình trạng mà tương thân tương ái cứu người ở xã hội này nó ngày càng hạn chế hơn. Vậy thì là một người làm về góc độ pháp luật thì theo anh, những người dân của chúng ta khi mà chúng ta gặp những tình huống bị tai nạn như vậy thì sẽ cần phải làm gì để có thể là vừa cứu giúp được nạn nhân và vừa tránh cho mình những cái rủi ro liên quan tới pháp lý ạ? Theo quan điểm của tôi thì luật pháp luôn luôn khuyến khích mọi người hỗ trợ và tương thân tương ái, giúp đỡ người trong trường hợp tương tự. Tức là thậm chí là nếu như trường hợp mà thấy người bị tai nạn mà không cố tình cứu giúp ấy, thì tôi phân tích ở trên ấy, thì có thể bị xem xét về trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên trên thực tế thì để đảm bảo cái lợi ích cũng như là cái rủi ro, tránh rủi ro cho cái người mà sẵn sàng cứu người ấy, thì cần phải có một số cái lưu tâm. Thứ nhất là mình cần phải có những chứng cứ ngoại phạm, chứng cứ rằng mình là người trong sạch, không liên quan đến cái vụ việc tai nạn giao thông đó, mình chỉ là người đi qua vô tình thấy người tai nạn thì mình cứu giúp. Tuy nhiên để làm được việc đó chúng ta phải có những hình ảnh, thậm chí có người làm chứng, phải có cam ghi lại để mình chứng minh sự trong sạch của mình trước luật pháp. Tuy nhiên thì đúng là việc giải thích luật pháp là một chuyện, thực tế là một chuyện khác. Như phóng viên vừa nói chuyện và tôi cũng phân tích ở trên ấy, thì đôi khi có những trường hợp mà đi qua những đoạn đường vắng mà không có cam, không có người làm chứng để chứng minh trong sạch thì rất là khó. Ngoài ra thì trong trường hợp cứu giúp người thì cái người mình cứu giúp ấy, có thể là có người không hiểu biết về kỹ năng về y tế chẳng hạn, hay là sơ cứu lúc khẩn cấp, thì chúng ta có thể gọi đến những số tổng đài ví dụ như là 115 để hướng dẫn gọi xe cấp cứu đến để cứu người, hoặc là có thể hô hoán những người xung quanh để đến, thứ nhất là làm chứng, thứ hai là có những người đã biết về sơ cứu ban đầu để đưa ra những biện pháp làm sao sơ cứu ngay lập tức để tránh rủi ro thương tâm đối với người bị tai nạn giao thông. Và cái cuối cùng mà tôi cũng mong muốn rằng, và rất nhiều người mong muốn rằng, cũng khuyên mọi người hãy lên bình tĩnh trong trường hợp mà người nhà mình chẳng may bị tai nạn giao thông mà bị ảnh hưởng đến thương tích và tính mạng. Chúng ta phải hết sức bình tĩnh, không lên nóng vội mà ảnh hưởng đến xảy ra những sự kiện rất chi là không mong muốn. Dạ vâng, vậy thì đấy là những cái lời khuyên mà anh dành cho những người mà chúng ta vô tình gặp phải, những người bị tai nạn giao thông trên đường. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp mà chúng ta đã thực hiện hành vi cứu người rồi và cũng ở khu vực đó là cũng không có bất kỳ một cái điều kiện nào để chúng ta có thể chứng minh được mình trong sạch, thì liệu rằng luật pháp cũng như là cơ quan điều tra có cái cách thức nào để có thể bảo vệ những người và trong trường hợp đó hay không ạ? Đương nhiên thì ở luật pháp đã đưa ra đó là chính là các cán bộ điều tra, người ta có nghiệp vụ, người ta đương nhiên. Theo thực tế thì tôi biết rằng rất ít xảy ra oan sai cho trường hợp như thế này. Và để kết tội một con người thì không phải đơn giản, cần phải có rất nhiều các bằng chứng, các lý do, thậm chí là khám nghiệm hiện trường, vân tay các kiểu để xác minh, thậm chí cả vết xe trượt các thứ để xác định xem là có lỗi hay không. Đấy là nghiệp vụ của các đồng chí bên cơ quan điều tra. Do đó thì tuy nhiên thì để mình chứng minh trong sạch ý, thì lại rất mất nhiều thời gian, có thể là sẽ bị người đó sẽ phải liên tục bị các đồng chí công an triệu tập đến để lấy lời khai, để hỏi làm rõ các tình tiết trong vụ việc, mà chính vì thế mà gây ra rất nhiều cái bức xúc và cái thời gian lãng phí cho những người chẳng may chúng ta làm phúc phải tội. Vâng, tức là nếu chúng ta có rơi vào trường hợp đó thì có lẽ chúng ta cũng nên là chuẩn bị sẵn cho mình những cái phương án để chứng minh được rằng là mình là của người trong sạch, đúng và rồi. Chỉ có cái ý mong muốn là giúp đỡ nạn nhân mà thôi, đúng không ạ? Còn nếu như trong trường hợp chúng ta mất bình tĩnh quá, mải cố giúp nạn nhân quá mà không có những bằng chứng đó thì cũng yên tâm rằng là pháp luật sẽ có những cách thức để có thể điều tra cũng như là đứng ra bảo vệ những người tốt, để chúng ta có thể yên tâm rằng người tốt trong cuộc sống này họ sẽ có thể có được những cái điều tốt đẹp, đúng không ạ? Rất là cảm ơn luật sư Phan Kế Hiền đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và thưa quý vị, cuộc trò chuyện vừa rồi với luật sư Phan Kế Hiền cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.